Quý tín chủ tuổi giáp dần kính mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh được Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi tuổi giáp dần, sinh năm 1974, trong tháng 2 âm lịch nhuận năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý vị đốn lành, lánh giữ có được một tháng nhiều may mắn và sự như ý đại cát đại lợi. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, được các nhà chim tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các tròm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chỉ ra rằng đúng tháng 2 âm lịch nhuận năm quý mão 2023 tới đây. Vận trình sẽ có nhiều thay đổi hung cắt ẩn tàng, nhưng bản mệnh cứ nghiêm túc cố gắng thì có thể sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình, với những dấu hiệu may mắn cũng sẽ đến. Những người tuổi giáp dần, hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ để chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao? Xin mời quý tín chủ tuổi giáp dần cùng theo dõi lá số tử vi chi tiết của mình ngay sau đây nhé. Tổng quan tuổi giáp dần, sinh năm 1974. Người tuổi giáp dần, sinh năm 1974, là tuổi con hổ, thuộc mệnh thủy, đại khê thủy, nghĩa là nước dưới khe lớn. Tuổi giáp dần cuộc đời có nhiều may mắn, sống trong sự thanh thản của cuộc sống hiện tại, tuy tuổi nhỏ cũng có lao đao nhưng rất ít tuổi giáp dần rất tốt, ít khi khổ cực về thể xác cũng như về tâm trí. Vận mệnh tuổi giáp dần theo mệnh ngũ hành nam nữ, sinh năm 1974, mệnh Thủy, Đại Khê Thủy, nước khe tương sinh mệnh Mộc Kim, tương khắc mệnh Hỏa Thổ. Trong phong thủy ngũ hành, Đại Khê Thủy được gọi là dòng suối lớn, một thác nước lớn ở trong rừng và lớn hơn một con nước nhỏ. Chính vì điều này, mệnh Đại Khê Thủy sẽ tồn tại một thủy khí rất mạnh, có một sự thay đổi khôn lường. Tuy nhiên, mệnh này lại không được xem như sông. Người thuộc mệnh Đại Khê Thủy, giáp dần 1974, thường thích tự do, bay nhảy, ít phải sống trong khuôn khổ và không chịu ràng buộc. Do đó, họ luôn dành thời gian nhất định để làm những việc mà họ thích, những công việc mang cảm hứng sáng tạo và tự nhiên. Mệnh Đại Khê Thủy là người thông minh, nhanh nhẹn, trí tuệ hơn người với một tư duy rất nhạy bén. Tính cách người mang mệnh Đại Khê Thủy, sinh năm 1974. Mệnh này hội tụ những con người mang tính chất ôn hòa, hiền hậu, văn hay chữ tốt, tính tình tương thân tương ái, hay giúp đỡ người khác. Họ luôn có chí hướng, trí tiến thủ, tích cực, phấn đấu vì công danh, tiền tài, cống hiến cho cộng đồng, nên rất được nhiều người yêu quý, và nể trọng. Từ khi còn đi học, họ đã thể hiện ra mình là một học sinh có kết quả học tập tốt, làm mọi người thán phục, và gia đình hài hòa, khi trưởng thành, nếu được ở trong những môi trường phù hợp, họ là những nhân viên tốt, ham học hỏi, thích nghiên cứu, có vốn kiến thức sâu rộng, khả năng sáng tạo cao. Mệnh đại khê thủy, kiên trì, đều là những người may mắn, có số hưởng phúc, vì can chi tương hòa với nhau, họ có thể là người có tài năng, đóng góp nhiều cho xã hội bên cạnh đó vì có lộc cách nên họ có duyên với vấn đề tiền bạc cả đời không phải lo chuyện thiếu tiền nếu vận dụng khả năng viết lách văn chương hoặc hùng biện của mình họ có thể làm các nghề liên quan đến viết văn biên kịch hoặc các nhà hùng biện tư vấn giáo viên tuy nhiên người tuổi này cũng cần phải rèn luyện lối sống tiết kiệm hơn tránh phung phí tiêu tiền cho những hạng mục không chính đáng ngoài ra bản tính đào hoa cũng dễ gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp Xem tử vi tuổi giáp dần, sinh năm 1974, bước sang tháng 2 nhuận âm lịch thấy rằng sự nghiệp hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi, thậm chí bạn còn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình, trở thành người đáng tin trong tập thể. Mọi kế hoạch bạn đặt ra đều có những dấu hiệu tích cực, bạn tin tưởng vào bản thân và nhận được sự hỗ trợ của mọi người xung quanh. Sự nghiệp thuận lợi cũng kéo theo tài chính phát triển nhanh chóng, bạn có cơ hội nhận được nhiều khoản lương thưởng nóng. Trong khoảng thời gian này, có người còn được cân nhắc tăng lương, khiến cuộc sống từ nay về sau có nhiều cải thiện. Người làm kinh tế, cũng thu được lời từ những dự án đầu tư trước đó, từ những đơn hàng tấp nập, không dứt. Về tình cảm, tháng 2 nhuận âm lịch này, người tuổi giáp dần cũng có nhiều đào hoa chiếu mệnh, đặc biệt là người độc thân, đa tài, đa nghệ, chú trọng ngoại hình, nên rất dễ thu hút sự chú ý của người khác giới, quan trọng là, bạn phải tin tưởng để chọn ra ai là người phù hợp. Tuy nhiên, đối với những người tuổi giáp dần đã lập gia đình, bạn cần chủ động giữ khoảng cách thích hợp với người khác, chớ để mình và những mối quan công việc phức tạp ảnh hưởng tới cuộc sống hạnh phúc gia đình nhé. Và sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi giáp dần, sinh năm 1974, trong tháng 2 nhuận âm lịch năm quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, Xem tử vi cho thấy, người tuổi Giáp Dần, tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023. Tháng này, bạn nên lên kế hoạch thực hiện các mục tiêu đã đặt ra từ trước đó, chỉ cần quyết tâm thực hiện thì sẽ thu được kết quả đáng mừng. Thời điểm này, nhờ có sự giúp đỡ của tam hội phù trợ, người tuổi Giáp Dần xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bản mệnh đi đến đâu cũng có người quen biết, ai cũng sẵn sàng giúp bạn một tay. Nếu như bạn gặp phải khó khăn, thậm chí quý nhân cũng sẽ bất ngờ xuất hiện và giới thiệu cho bạn những cơ hội quý giá ngoài ra trong tháng có cắt tinh đế vượng cũng đem tới nhiều tác động tích cực cho vận trình người tuổi giáp dần nên biết đâu là thời cơ mà mình phải chớp lấy nhờ đó bạn khẳng định được bản thân và tìm được chỗ đứng phù hợp với mình trong tập thể cho dù không giữ vị trí lãnh đạo bạn cũng dễ chiếm được lòng tin của mọi người có khả năng mọi người đến với nhau bằng những mục tiêu chung những khó khăn thách thức cũng bất chợt xuất hiện trong tháng này tuy nhiên bạn cũng không cần phải lo lắng với kinh nghiệm phong phú cũng như sự giúp đỡ của mọi người bạn thực hiện mọi việc tuần tự không bị bối rối thậm chí tìm ra hướng giải quyết công việc hoàn toàn mới mẻ nếu như trong tháng này bạn đang cần tìm đối tác để hợp tác làm ăn thì tuổi phù hợp nhất cho giáp dần đó là các tuổi mậu ngọ quý hợi giáp dần canh tuất là lựa chọn tuyệt vời cho bạn nếu kết hợp với các tuổi trên công việc làm ăn của bạn sẽ tiến triển vô cùng thuận lợi và đạt hiệu quả cao một điều quan trọng nữa là, người tuổi giáp dần được Phật bản mệnh là, Phật Bồ Tát hư không tạng. Phật Bồ Tát hư không tạng được cho là, vị Phật bản mệnh, của người tuổi giáp dần. Do đó, người có tuổi này nên thờ cúng tượng Bồ Tát hư không trong nhà, hoặc đeo mặt dây chuyền và tụng niệm thần chú hư không tạng thường xuyên. Để mang lại nhiều năng lượng tích cực trong tâm trí, những người tuổi giáp dần nên mang bên mình Phật Bồ Tát hư không tạng, cùng lời cầu khấn thành tâm sẽ được giải thoát khỏi tam độc tham sân si còn giúp hóa giải vận nạn, mang đến sự bình an, may mắn trong cuộc sống. Đeo hình tượng Phật Bồ Tát hư không tạng, sẽ giúp bảo trợ giúp cho tuổi giáp dần chống lại những luồng khí xấu, hóa giải sao hạn, sao xấu, tránh được tiểu nhân hãm hại. Ngoài ra, người tuổi này sẽ nhận được sự phù hộ của Ngài, một đời được bình an, gặp hung hóa cắt, khi gặp điểm giữ sẽ hóa lành, khi mất đi được vãng sinh vào thế giới cực lạc. Đeo bản mệnh Phật Hư Không Tạng Bồ Tát có thể hiệp trợ giúp người tuổi giáp dần hoàn thiện tính cách, học được sự ôn hòa, điều chỉnh tiết tấu cuộc sống chậm lại, tâm thái bình tĩnh hơn. Giúp người tuổi giáp dần kiềm hãm sự bốc đồng, nóng nảy gây ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ bạn bè và đồng nghiệp. Phật Hư Không Tạng Bồ Tát tượng trưng cho sự thông thái và trung thực giúp người tuổi giáp dần dung hòa sự bất ổn giữa tính cách thật thà và tính bộc trực. Phát huy tối đa tính chăm chỉ cần cù, giúp con đường sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, được nhiều người xung quanh yêu mến khi bạn thỉnh Phật và đeo hình tượng Phật bản mệnh Phật hư không tạng Bồ Tát, sẽ giúp bản thân tự liên hệ, tự hoàn thiện các phẩm chất nhân văn, sống hài hòa hơn mỗi ngày. Những quả phước thiện sẽ đè nén tất cả quả bất thiện khác, hoặc nếu quả xấu có hiện hành thì cũng trở thành nhỏ, không đáng kể, không nguy hại. Hãy duy trì hành thiện tránh ác, có thể thời điểm này bạn chưa được may mắn, nhưng nghiệp ác chắc chắn đã được giảm đi, và khi tích lũy đủ nhiều, thì hạnh phúc, bình an sẽ đến. Về phương diện tài lộc, Người tuổi Giáp Dần, tháng 2 nhuận âm lịch, năm Quý Mão 2023 này, vận trình tài lộc có nhiều điểm sáng. Tháng này, thầy tử vi dự báo, đây sẽ là thời điểm mà nguội nhu của người tuổi Giáp Dần rất tốt, có thể nói là một tháng nhiều may mắn, bội thu về tài lộc, thoải mái chi tiêu, mà không cần lo lắng hay cân nhắc quá nhiều. Dưới sự phù trợ của Tam Hội và Đế Vượng, đối với những người làm ăn, kinh doanh nhanh chóng nhận ra đâu là cơ hội mà mình cần phải nắm bắt ngay, nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, dám nghĩ, dám làm, mà bạn nhanh chóng vượt lên trên đối thủ, kiếm tiền về đầy túi các mối quan hệ rộng, cũng giúp các kế hoạch mở rộng mạng lưới sản xuất, mở rộng thị trường của người tuổi giáp dần trở nên suôn sẻ hơn, bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, lại thêm chất lượng sản phẩm tốt và mẫu mã đa dạng, nên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đối tác, khách hàng. Đối với những người làm công nhân, nhân viên, công chức, viên chức, khả năng cao bạn sẽ nhận được một khoản thưởng nóng khá dư giả, nhờ những thành tích cao trong công việc. Đây chính là lời khích lệ của lãnh đạo, để bạn có thể giữ vững tinh thần làm việc tích cực trong thời gian sau đó tháng này vận khí của người tuổi giáp dần rất tốt có được các tinh trợ mệnh thậm chí được thần tài báo mộng nhiều người có được lộc cách có nhiều cơ hội sẽ kiếm được khoản tiền bất ngờ như chúng số chúng thưởng có lộc ăn uống đối với những người tuổi giáp dần làm lãnh đạo cũng giúp tập thể kiếm về một khoản tiền kha khá nhờ những quyết sách của bản thân khi những quyết định quan trọng đều nằm trong tay bạn bạn biết mình phải làm gì để làm giàu không chỉ cho bản thân mà còn cho nhiều người khác nữa hướng tốt trong tháng là hướng tây bắc hướng xấu là hướng tây nam và hướng đông nam Ngày cắt hỷ là, ngày 9 tháng 2, và ngày 25 tháng 2 nhuận âm lịch. Ngày xấu trong tháng là, ngày 22 tháng 2, và ngày 23 tháng 2 nhuận âm lịch. Về phương diện tình cảm, gia đạo và các mối quan hệ. Xem tử vi cho thấy, người tuổi giáp dần, bước sang tháng 2 nhuận âm lịch, có các tinh thái dương và thiên diêu chiếu mệnh, sẽ đem tới vận đào hoa vượng sắc trong tháng này. Bản mệnh tuổi giáp dần nhanh chóng mở rộng được các mối quan hệ xã giao, đi đến đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông đối với những người tuổi giáp dần còn độc thân bạn có thể nhận được những lời làm quen của nhiều đối tượng khác giới bạn nên cởi mở để có thể trò chuyện với mọi người rất có thể thông qua quá trình tiếp xúc bạn sẽ nhận ra ai là người phù hợp với mình tuy nhiên bạn cũng cần tránh hành động bắt cá hai tay chỉ vì xung quanh mình có quá nhiều đối tượng để lựa chọn chỉ khi chân thành trong tình cảm bạn mới phát triển được các mối quan hệ lâu dài đáng tin cậy Đối với những ai đang có vợ, có chồng, vấn đề đào hoa quá vượng lại không phải điểm lành, dù vợ chồng bạn thân thiết đến mấy thì cũng sẽ bị làm phiền bởi những đối tượng có hành động tiếp cận con giáp này. Bạn nên chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, không nên có mối quan hệ mập mờ với bất cứ ai, ngoài hành động đó không chỉ gây tổn thương cho gia đình mà còn ảnh hưởng tới chính danh tiếng và công việc của bạn. Bạn cần phải biết giữ mình để bảo vệ hạnh phúc gia đình mà mình đang có nhé. Về phương diện sức khỏe, Bước sang tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, tình hình sức khỏe về cơ bản tốt. Tháng này sức khỏe của người tuổi Giáp Dần ổn định, không có nhiều vấn đề đáng lo. Nhưng trong thời điểm hiện tại, bạn nên ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe để chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao mỗi ngày, chứ không phải chỉ khi mệt mỏi mới nghỉ ngơi chạy chữa thời điểm đào hoa vượng, bạn cũng nên giữ khoảng cách thích hợp với mọi người, không nên vui chơi tiệc tùng, ăn nhậu, rượu, bia quá nhiều, sẽ gây áp lực cho sức khỏe như gan, dạ dày, cũng như gây hao tổn tiền bạc, hư tổn khí huyết. Một số triệu chứng như nóng nảy, đổ mồ hôi, đêm lo lắng, khó ngủ, cao huyết áp và táo bón, cảm giác lạnh lẽo, mệt mỏi, tiêu chảy đều có thể xảy ra. Do đó, để chữa những căn bệnh này trước tiên phải chữa khí, đa phần hiện tượng bệnh đều có biểu hiện của việc điều tiết làm sạch chất thừa trong cơ thể. Đây là trạng thái tự điều tiết cân bằng của cơ thể, vì vậy nên xem chúng là hiện tượng sinh lý bình thường, chứ đừng xem chúng là nguyên nhân gây bệnh để rồi tiêu diệt. Khi bị mắc các triệu chứng bệnh trên, nhất định không nên có tâm lý bực dọc, phải bình tĩnh, biết kiềm chế cảm xúc, tâm lý ổn định thì máu huyết lưu thông, rồi mọi thứ bệnh sẽ tiêu biến. Bây giờ là luận giải tử vi chi tiết 10 ngày và cẩm nang vượng vận của tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974, trong tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023. Từ vi 10 ngày đầu tháng, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023. Đầu tháng mới mang đến nhiều trải nghiệm mới, khuyến khích người tuổi giáp dần bước ra khỏi vòng an toàn và khám phá cuộc sống ở nhiều chiều. Thời điểm tháng 2 này là lúc thuận lợi cho công việc cải tiến hoặc bắt đầu sự nghiệp ai đang chăm chỉ làm việc sẽ được đánh giá đúng và đủ những đóng góp của mình, đã được đãi ngộ tương xứng hơn. Xem lá số tử vi tiết lộ, 10 ngày đầu tháng này, người tuổi giáp dần có lá số với những dấu hiệu mua bán tài sản, có thể là mua xe, mua nhà cửa, đất đai. Nếu có liên quan đến mua bán có giấy tờ pháp lý thì cần phải cẩn thận, đừng vì quá ham rẻ mà bị lừa gạt kẻo mất tiền. Về tình hình tài chính, trong khoảng thời gian này đặc biệt thăng hoa, bạn đưa ra được những quyết định tài chính lớn và giao dịch quan trọng, việc mở rộng hoặc khởi động kinh doanh rất phù hợp. Tại thời điểm này, nếu trước đây bạn đang có kế hoạch cho những thay đổi nhưng không dám thực hiện thì nay đã có thể bắt tay hành động rồi nhé. Thời gian này, nhiều người thể hiện tốt năng lực của mình nên có thể chiếm vị trí quan trọng cao trong tập thể và những việc mình đang làm. Sức khỏe nên được xem là một trong các trọng tâm của bạn vào lúc này, thói quen ăn uống thiếu khoa học luôn tiềm ẩn nguy cơ các bệnh tật phát sinh, lâu dài khiến bạn hao tổn tiền bạc cho việc chữa bệnh. Quý nhân là tuổi Ngọ tuổi Tuất. Tiểu nhân là tuổi Thân tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu nâu. Con số phát tài là số 26, số 17 và số 5. Xem tử vi 10 ngày giữa tháng, từ ngày 11 tháng 2 đến ngày 20 tháng 2 nhuận. Thời gian này thúc đẩy bạn thay đổi cuộc sống, chính bạn muốn trì hoãn cũng không được. Khuyến khích bản mệnh tuổi giáp dần nên thể hiện lập trường riêng, đứng ở vị trí nổi bật và dẫn dắt người khác phải luôn biết nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải kiên trì nhẫn nại nhiều hơn so với trước đây, có thể thấy quá trình chuyển hóa này cần thời gian, chứ không thể vội vã. Nếu có đủ điều kiện, thì nên ẩn mình trau rồi chuẩn bị thật tốt, về cả trí tuệ, lẫn thể lực, nhiều cơ hội quý trong sự nghiệp xuất hiện trong tháng mới. Thời gian này, bạn không chỉ tích góp được nhiều tiền tài, mà còn thể hiện tốt bản lĩnh trong công việc, nhờ vậy khả năng bạn được thăng tiến, hoặc cử đi tu nghiệp nước ngoài là hoàn toàn có thể. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng, từ ngày 21 cho đến hết tháng. Tâm trí của người tuổi giáp dần yêu thích những điều giản đơn, không cầu kỳ và không quá phức tạp trong cuộc sống. Với tư duy tối giản đó, bạn rất xuất sắc trong việc phân tích những vấn đề dối rắm thành những việc đơn giản hơn, từ đó dễ dàng đưa ra những giải pháp cho mọi thứ. Thời gian này, người tuổi giáp dần, nên tận dụng tốt cơ hội đang có. Nên có thể thăng tiến chuyển lên vị trí tốt trước hết sự nghiệp thuận lợi, góp phần giúp bạn gia tăng thu nhập hàng tháng đang trên đà thắng lợi với những ý tưởng mới mẻ được triển khai có thể những bước đầu gặp nhiều khó khăn nhưng bạn sẽ sớm thấy kết quả như mong đợi khía cạnh tài chính cũng cho thấy người tuổi giáp dần đang có những dấu hiệu khởi sắc rõ rệt việc đầu tư kinh doanh buôn bán thuận lợi nên tiền bạc phải sử dụng khá nhiều tuy nhiên đó không phải là số tiền mất đi nếu bạn sử dụng đúng cách đúng hướng thì nó sẽ mang lại nguồn lợi khổng lồ cho bạn về khía cạnh tình cảm có thể thấy có những tác động thôi thúc bản thân bắt đầu một mối quan hệ mới những ai đang yêu nên cân nhắc tiến lên nấc thang tình cảm cao hơn Tuy nhiên, rắc rối liên quan đến người thứ ba có thể xảy ra để thử thách tình cảm của hai người. Đối với những ai còn độc thân, có thể gặp nửa kia lý tưởng, nhiều người đưa ra quyết định kết hôn hoặc chọn vợ hoặc chồng trong thời gian này. Quý nhân là tuổi thân, tuổi Mão. Tiểu nhân là tuổi Tỵ, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. Con số phát tài là số 82, số 71 và số 56. Vâng, kính thưa quý vị. Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 nhuận âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe hạnh phúc giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình chương trình đến đây là hết xin chào và hẹn gặp lại